Thì thôi tăng một mình cho nó đã. Bực mình ghê. Tiện cá sấu vụ rồi. Ta sẽ đi dẫn hai bạn đó lại đây thì bắt nhận. Đi. Biên thấy không Biên ơi? Thôi vậy mà đi về ăn kẹo đi rồi tranh thủ về nữa. Đi. Thôi về Biên ơi.
tiệt. Biết hồi nãy tôi chia cho con chuột đó một nửa được rồi, là cuối cùng không ăn được gì mà bị bắt nữa. Ha 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 ha. Cho người bỏ cái bạc ham ăn. Thằng chuột, thằng chuột là đó. Thằng chuột, thằng chuột.